Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp cuối tuần FBNC 24/7 và sau đây là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua. Sở Giao dịch Chứng khoán đề nghị phải buộc doanh nghiệp niêm yết đồng thời cung cấp thông tin cho cả công ty môi giới chứng khoán và nhà đầu tư. Savos Việt Nam cho biết số lượng căn hộ được bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh quý 1 năm nay cao nhất trong 3 năm qua. Nhưng trước hết sẽ là thông tin Ngân hàng Thế giới đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 5,5%. Thưa quý vị, trong đầu tuần qua, Ngân hàng Thế giới đã công bố báo cáo cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Theo đó, thì ngân hàng này dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay sẽ là 5,5%, nhích nhẹ so với dự báo hồi năm ngoái. Tuy vậy, dự báo này vẫn thấp hơn mục tiêu tăng GDP của chính phủ là 5,8%. Theo Ngân hàng Thế giới, dự báo năm nay, GDP Việt Nam có thể tăng được 5,5% so với năm ngoái, nhích nhẹ so với mức 5,4% mà tổ chức này đã dự báo trước đó. Tăng trưởng kinh tế sau năm 2015 cũng được tổ chức này dự báo lạc quan hơn với trước đó, mức tăng là 5,6%. Ngân hàng Thế giới còn cho rằng, mặc dù kinh tế vĩ mô có cải thiện dần từ suốt năm ngoái đến nay, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam như vậy vẫn là ở dưới mức tiềm năng. Đây là những dự báo được giả định Việt Nam theo đuổi chính sách tiền tệ thận trọng và tập trung mạnh cho tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng, kích thích đầu tư khu vực kinh tế tư nhân. Ngân hàng Thế giới nhận xét, Việt Nam có thể kiểm soát được tốc độ tăng CPI năm nay quanh mức 7% nếu tăng trưởng tín dụng ở mức thấp và không có biến động lớn từ lực cung hàng hóa. Tại cuộc đối thoại giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và báo chí trong tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán cho biết sẽ đề nghị thêm quy định buộc doanh nghiệp niêm yết khi cung cấp thông tin cho các công ty môi giới chứng khoán thì cũng phải ngay lập tức đưa thông tin này đến tất cả các nhà đầu tư qua các kênh thông tin đã được quy định. Ràng buộc này nhằm hạn chế sự bất lợi cho các nhà đầu tư nhỏ trong kinh doanh chứng khoán. Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp niêm yết chỉ công bố thông tin có lợi hoặc thông tin nhạy cảm cho riêng công ty chứng khoán hoặc quỹ đầu tư, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tới đây sẽ đề nghị bổ sung thêm quy định và chế tài buộc các doanh nghiệp phải công bằng hơn khi đưa thông tin ra thị trường chứng khoán. Đề nghị các công ty niêm yết sau khi mà tiếp các cái đoàn phân tích của các công ty về thì chúng ta đưa các cái nội dung câu hỏi và câu trả lời lên website, thì tôi nghĩ đây là một cái khuyến nghị rất là tốt cho thị trường. Tuy nhiên hiện nay thì cái này là một khuyến nghị, có nghĩa là khuyến khích các công ty làm, và hiện nay thì các cái quy định này nó vẫn chưa được đưa vào các cái quy định về pháp luật. Cho nên trong thời gian tới khi sửa đổi thông tư 52 về công bố thông tin thì chúng tôi cũng sẽ cân nhắc cái vấn đề này để làm sao chúng ta có thể đưa vào các cái quy định để làm mục đích là cũng để làm giảm cái sự bất cân xứng thông tin giữa các nhà đầu tư lớn và các nhà đầu tư nhỏ trên thị trường. Hiện tại, có hiện tượng nhiều doanh nghiệp niêm yết chỉ cung cấp thông tin có giá trị cho các công ty chứng khoán và các quỹ đầu tư. Tuy các thông tin này không nằm trong diện bắt buộc phải công bố với Sở Giao dịch Chứng khoán, nhưng rõ ràng đã gây ảnh hưởng nhất định lên giá chứng khoán. Ngoài ra, các quỹ đầu tư và công ty chứng khoán cũng đồng thời là các nhà đầu tư lớn trên thị trường, nên chuyện được doanh nghiệp niêm yết ưu ái hơn đã vô hình chung khiến cho các nhà đầu tư nhỏ, nhà đầu tư cá nhân bị thiệt hại. Thưa quý vị, Bộ Tài chính dự kiến từ ngày 1 tháng 7 sắp tới sẽ tăng số lượng cửa khẩu được thực hiện hoàn thuế VAT cho người nước ngoài đối với những hàng hóa đã được mua tại Việt Nam. Sau gần 2 năm thí điểm hoàn thuế VAT cho người nước ngoài tại hai cửa khẩu sân bay quốc tế là Nội Bài và Tân Sơn Nhất, Bộ Tài chính dự kiến sẽ tăng số lượng cửa khẩu được hoàn thuế VAT cho du khách ngoại. Cụ thể, sẽ có thêm sân bay Đà Nẵng, sân bay Cam Ranh và các cửa khẩu cảng biển quốc tế do Bộ Tài chính quy định được tham gia thực hiện hoàn thuế VAT cho người nước ngoài. Khác với khi thí điểm, các cơ quan chức năng dự kiến cũng không hạn chế số ngân hàng được tham gia hoàn thuế cho người nước ngoài. Cả người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi mua hàng hóa tại Việt Nam và mang theo khi xuất cảnh đều được hoàn trả lại phần lớn tiền thuế VAT của hàng hóa đó. Số tiền thuế được hoàn cao nhất là 85% tổng số thuế VAT của món hàng. Sau khi được hoàn thuế bằng tiền Việt Nam, du khách ngoại có thể yêu cầu ngân hàng làm thủ tục hoàn thuế chuyển đổi luôn sang ngoại tệ. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, theo khảo sát vừa công bố của hãng Savos Việt Nam, quý đầu năm 2014, lượng căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh bán được lên đến 1.600 căn. Đây là số lượng căn hộ bán được cao nhất của quý 1 trong 3 năm vừa qua.
Công bố của Savills cho thấy tổng lượng căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh bán được trong quý 1 năm 2014 vào khoảng 1.600 căn. Con số này có giảm nhẹ so với quý cuối cùng năm 2013, nhưng lại tăng đến gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Trương An Dương, trưởng bộ phận thị trường thành phố Hồ Chí Minh Savills Việt Nam cho biết, đây là mức tăng cao nhất của các quý đầu năm trong vòng 3 năm qua. Đây là cái mức tăng mà khá tốt ở trên thị trường và tăng đặc biệt là tăng ở phân khúc căn hộ hạng B. Thì căn hộ hạng B có số lượng giao dịch được tăng tới 230% so với quý 1 năm 2013. Trong số lượng căn hộ bán được có đến 70% căn hộ hạng C, quận 2 và quận 7 chiếm đến 40%. Tình hình căn hộ tại các quận khác như là Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Phú và Bình Tân cũng có tình hình bán khá tốt. Theo dự báo của Savills Việt Nam, lãi suất huy động giảm, khoảng cách chênh lệch giữa lãi suất và tỷ lệ lợi nhuận từ cho thuê bất động sản đang rút ngắn. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư có khuynh hướng chuyển sang mua nhà để cho đầu tư. Dự kiến trong vòng 2 quý tới, thị trường sẽ có thêm khoảng 1.700 căn hộ chào bán. Tại cuộc đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn, đã có doanh nghiệp đề xuất nên chăng cần có một phòng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ ngoài giờ để giải quyết hồ sơ liên quan đến đất đai nhanh hơn, và doanh nghiệp sẵn sàng trả thêm chi phí cho dịch vụ này để được giải quyết nhanh hơn. Tại cuộc trao đổi, có khá nhiều doanh nghiệp bất động sản thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra bức xúc về thời gian giải quyết dự án bất động sản kéo dài trên địa bàn thành phố. Có doanh nghiệp khẳng định một dự án bất động sản kéo dài 3 đến 7 năm được cho là chuyện bình thường, có dự án còn kéo dài lâu hơn. Ông Trần Văn Mười, Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng và Kinh doanh Nhà Tháp 10 cho rằng, khâu giữ hồ sơ và khâu xử lý tại Phòng Tài nguyên và Phòng Quản lý Đô thị thường vướng lại khi quy trình bước sang quản lý cấp trung và cấp chuyên viên. Nguyên nhân thường được cho là do thiếu người và hồ sơ chưa tới lượt. Ông Trần Văn Mười đề xuất thành phố cần xem xét và lập một công ty nhà nước cung cấp dịch vụ xét duyệt và xử lý hồ sơ đất đai ngoài giờ. Đây giống như là một dịch vụ công ngoài giờ và có thu phí. Doanh nghiệp sẵn sàng trả phí này để hồ sơ xử lý nhanh hơn. Làm ngoài giờ thì nó có tác dụng là làm thứ nhất là người ta làm được nhanh. Còn cần làm nhanh như vậy, ví dụ thay vì hồ sơ 30 ngày thì có thể làm được 5 ngày. Thì người dân người ta vẫn sẵn sàng người ta trả cái tiền dịch vụ đó. Còn nếu làm các dự án thì ví dụ 3 đến 5 năm, thay vì làm cho người ta 6 tháng hay 1 năm cái công ty dịch vụ đó thì nhà nước vẫn thu được cái khoản tiền mà rất lớn và giúp được cho doanh nghiệp là và người dân rất nhiều. Trong khi đó, bà Lê Thị Giàu, giám đốc công ty Tấn Hưng cho rằng quy trình thủ tục còn rườm rà, chưa rõ ràng và khiến doanh nghiệp lúng túng. Cụ thể, dự án chung cư 584 của công ty đã được Bộ Xây dựng cho phép chuyển đổi sau khi đã gửi đơn lên Bộ Xây dựng. Sau khi được Bộ cho phép, chủ đầu tư tiếp tục chờ duyệt tại Sở Xây dựng, rồi sau đó tiếp tục chờ duyệt tại Sở Quy hoạch Kiến trúc và rồi đến Ủy ban Nhân dân quận. Cuối cùng, sau khi được các cơ quan có quyền quyết định cao nhất đồng ý cho chuyển đổi và tại mỗi cơ quan chờ đợi một thời gian, chủ đầu tư lại tiếp tục được yêu cầu đăng ký với phường. Tại đây, hồ sơ chờ tiếp 3 tuần nữa rồi lại chuyển trở lại quận. Điều này khiến doanh nghiệp mất khá nhiều thời gian và khiến doanh nghiệp gặp khó. Bởi giá thành lúc đăng ký chuyển sang làm nhà ở xã hội khác và đến lúc được triển khai, giá cũng đã thay đổi nhiều. Sở Xây dựng cho biết sở này đã rà soát lại các quy trình thủ tục và sẽ tiếp tục lấy ý kiến doanh nghiệp trước khi đệ trình lên Ủy ban và Bộ Xây dựng để có thể tinh giản bước các khâu và giảm thời gian thụ lý hồ sơ. Theo quyết định mới ban hành về khung giá điện áp dụng từ tháng 6 năm nay, nếu giá bán điện bình quân không thay đổi, thì giá điện bán lẻ sẽ giảm đi so với hiện nay, kể cả điện sinh hoạt lẫn điện sản xuất. Khung giá điện mới chỉ chia thành 6 bậc thang thay vì 7 bậc thang như hiện nay. Giá bán điện sinh hoạt sẽ dựa trên giá bán lẻ điện bình quân. Trong đó, 50 kWh đầu tiên sẽ được tính bằng 92% giá bình quân, từ 51 đến 100 kWh là 95%, từ 101 đến 200 kWh là 110%. Như vậy, so với khung giá bán điện đã áp dụng hiện hành, thì giá bán lẻ điện sinh hoạt đã được giảm đi. Giá bán điện cho kinh doanh cũng thấp hơn 5% so với mức hiện nay trong những giờ bình thường, thấp hơn 3% cho giờ thấp điểm và có thể giảm đến 9% cho giờ cao điểm. Đáng chú ý, khung giá điện mới cũng hỗ trợ hộ nghèo hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh. Những hộ chính sách xã hội và dùng điện sinh hoạt dưới 50 kWh một tháng cũng được hỗ trợ tiền điện như hộ nghèo. Và trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ quay trở lại những thông tin quốc tế đáng chú ý. Kinh tế Anh có nhiều dấu hiệu phục hồi, nhưng doanh nghiệp vẫn chưa hết lo lắng vì khả năng tiếp cận vốn còn thấp. Các nhà đầu tư Nhật cho rằng cần thêm gói kích thích cho nền kinh tế, nhưng Ngân hàng Trung ương Nhật kêu gọi nhà đầu tư kiên nhẫn.